con thấy không, ngày bữa nay là ngày nghỉ nè, mà ở Mỹ này buồn lắm. Cho nên giờ này là 6 giờ chiều rồi mà ông già Phạm còn phải kéo xuồng đi vòng vòng ở dưới hồ chơi nè. Đó. Rồi thằng con trai thì đi làm mới về cũng chạy theo luôn. Đó, bà con thấy không? Chiếc xuồng mà bơi trên bờ được nó phải chế hai cái bánh xe. Chế hai cái bánh xe để đẩy nè. Bữa nay mấy bữa rày trời mưa. Mưa quá tay luôn, mưa suốt cả tuần luôn. Cho nên nay nước nó đầy lên rồi. Nay đầy nhóc rồi cho nên hai cha con phải bơi xuồng đi vòng vòng chơi coi nay nước nó cao cỡ nào nè. Thấy cá lội vô tới mé không? Đâu? Đó. Thấy mé nước không? Ừ, thấy mé nước rồi. Bữa nay nước nó nhiều quá mà cá nó cũng vô tới bờ luôn. Nhưng mà nay đi câu thì cá nó không có ăn. Ở Mỹ này sướng cái bà con biết không? Vậy mình chế cái bánh xe cái mình để chiếc xuồng lên, mình đẩy đi xuống tới đây cái bắt đầu mình bỏ cái bánh xe lại, bỏ đại ở đây nè, không ai lấy cao, không ai lấy của mình hết á. Thấy cá lội vô tới đây không? Khoan. Nãy đi thấy hai ruộng đây là đá xuống nước không biết bò. Dạ. Yeah. Đó, cá dễ sợ chưa, bà con thấy không đó. Ở Mỹ này là cá lên ở dưới luôn á. Dễ sợ. Có một lần nước nó ngập vô gần tới nhà mà cá nó lên bờ mà lợi mà rờ đầu nó luôn á bà con. Anh đi đâu vậy anh? Rùa hả? Hai con rùa bự vậy nè. Thôi ăn rùa xui lắm, đừng bắt. Bắt rùa xui lắm. Ừ. Mẹ lên xuống trước đi, đẩy ra. Nước này quá tay. Lên đi mẹ. Để mẹ lên. Lên đi ông già Phạm ơi. Ok. I'm here. Rồi, đẩy ra đi. Đây. Rồi. Ok, go. Hôm nay nước quá tay luôn, mưa suốt cả tuần. Có chừng lật té cái ụp với anh. Quá trời cá. Cá quá trời luôn thấy không? Thấy. Giận. Cá bự quá. À, đẹp quá. Đó bà con thấy không? Cái bánh xe nãy để chiếc xuồng á, giờ còn nằm trên bờ đó, bỏ nó tới mai cũng không ai lấy nữa. Lâu lâu bơi nước đẹp quá. Quay trong mé kìa, quay mé đẹp quá. Có phao không? Ở trên này là cỏ đó Mili. Bỏ chỗ này là cỏ đó. Xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.
Hát tỏ quyết thuộc bài hát. Đẹp quá vịt kìa. 2-3 con vịt, 5 con vịt, 6 con vịt. Ô, một bầy luôn. Ủa cái này cái gì đây anh? Ô, nãy giờ đi sao em không thấy? Mấy ly nó tính đặt cái rô gì đây. Trời ơi, không biết bơi ra đi, bơi ra đi, bỏ xuống. Coi chừng dướng cỏ không á. Kiếm cái rô về nó nuôi. Cái này ngộ quá ha. Cái này giống như cây dù à. Ừ, y chang cây dù này, mua nhiêu cái vậy anh? Không biết nó à. Nhiêu vậy Milly? Mấy đồng à? Cảnh chiều đẹp quá. Đẹp quá. Giờ là 6 giờ rưỡi chiều rồi. Bỏ chỗ đó chắc còn cái trên cỏ của Milly. Sao đó. Lúc này ông già Phạm không có đi đi săn nữa. Đi săn đi săn thì cũng được nhưng mà bà con không anh bà con nó la quá. Bà con nói sát sinh nhiều quá thành ra ông già Phạm không đi săn nữa. Thôi giờ không đi săn nữa, giờ vẫn để chở bà con đi vòng vòng chơi cho chỗ này chỗ kia cho biết thôi. Chứ đi săn nhiều sát sanh quá. Vì thấy có máu, thấy bà con, thấy comment vô bà con la quá thôi. Bà con rầy quá. Cũng ngại. Giống đồng tháp 10 quá ha. Nước nổi giống đồng tháp 10 quá. Cái này phải có mấy con rạch bơi bơi vô nữa, quá sướng ha. Bơi vô nó là y luôn. Này là coi như là cái hồ lớn nhưng mà cái này là cái vô một cái nhánh nhỏ thôi. Phải không? Này ngay giống ngay. Như con sông nhỏ, cái rạch con vậy. Con vịt mới bay ra. Nào, bay nữa. Thấy à. Con vịt là giống như con cò hả? Con vịt là con vịt. Ừ thì nó cũng hình thức họ dòng họ nó nhưng mà con vịt nó bự hơn. Cái màu nó xám. Cái cây giống cây me. Bước chơi trái giống cây me. Có trái hả? Thấy, thấy không, không thấy gì. Bữa nay bơi xuồng dẫn bà con đi vòng 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 để nhớ quê hương. Mấy con cò mấy nhiều bay quá. Quê hương miền Tây. Đó, cò bay rồi. Con nó không biết đó. Đó, hai con luôn đó. Hai con luôn. Hai con. Quá chừng luôn. Sát bên luôn. Rồi đậu xuống rồi. Quay mấy con nó phải rút vô. Con này là con ó nè, con này con ó. Wow, phẳng lặng ha. Nước im dễ sợ, không có một miếng gió, thật là im. Y như là trên đất liền. Ở đằng đó trời lặn xuống cái rọi xuống mặt nước đẹp quá. Có đầm già, xương đầm già kêu là chiếc đó đó. Xương đầm già đó. Tè 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 vậy đó. Xương nó nguy hiểm lắm. Nó tè tè để nó làm gì? Nó bay nó làm gì chiếc đó? Chiếc đó là nó đi tuần tra rồi nó. Quay mấy gốc cây. Cây này mưa gió nó đổ vào đầu nó trôi lại. Cái cây này bự quá đâu trôi lại vậy ta. Không có đường người ta ra. Cây bự của em trong rừng mà rồi nó trôi ra ngồi à. Tại vì xưa đây có một cây gãi nè, rất mát. Wow. Cây bự. Cái này ở bên Việt Nam vớt lên chả Tết nấu bánh tét được. Cây bự dễ sợ. Cắt một khúc là nấu bánh tét. Ừ. Một chừng một khúc một là nấu được rồi. Ở đây đâu có nấu củi vậy, phải có mình vớt về mình để dành mình nấu. Để dành mình chụm. Chụm chứ không phải nấu. Nó lộn. Nó lộn thì nói lợi. Ở Mỹ này buồn lắm bà con ơi. Ngày nghỉ ở nhà mà buồn dữ lắm. Cho nên ông già Phạm cũng cứ ông đòi xách xuồng đi hoài. Đòi đi săn hoài mà không dám đi. Rồi đi săn hoài bà xã không cho đi. Buồn quá. Phải
ngay chỗ này là để cho người ta mướn chỗ để người ta đậu chiếc tàu á, nhà của người ta ở xa đó. Thì xa chứ có nhiều chỗ nó không có cho đậu tàu ở nhà. Bữa hôm nay trời cũng hơi se lạnh cho nên tàu không có đi chơi, nó đậu ở nhà hết này. Bữa nay thứ hai mà. Đậu đầy đủ hết nè. Nay thứ hai mà em. Nay thứ hai ta đi làm hết rồi. Không có một miếng rác nào đó. Nó nguyên bộ dịch đi rồi. Hả? Nguyên bị dịch nó đi. Nguyên bị dịch kìa. Mà quay bị dịch giờ này chắc không thấy đâu. Nào nó ở trong mé. Nguyên bị dịch kìa. Dịch nè, đó dịch trời đó bà con, dịch này đẹp lắm nè. Dịch này nó có màu tím màu xanh. Đủ màu hết á. Đó. Ghê không? Còn nó bay nghe ghê được chứ. Nó vừa bay nó vừa la. Ở Mỹ này mình thấy dịch như vậy chứ mình không có được bắt nha. Bắt là bị phạt liền á. Bây giờ là 7 giờ chiều. 7 giờ rồi hả? 7 giờ. Wow, bà con thấy không? Mặt trời chiều rất là đẹp. Giờ này là 7 giờ chiều rồi đó. Giờ 7 giờ là tối rồi, chứ còn cả chừng tháng trước 9 giờ là còn trời cả đẹp quá, đủ màu hết. 9 đủ giờ mặt trời chưa xuống. Bây dài qua bên đây nè, bên đây cũng đẹp đó nè. Tại nó khuất cái nhà, mấy cái nhà này rồi chứ không thôi qua hãy bơi qua kia đẹp hơn. Thấy luôn mặt trời. Wow, đẹp quá. Quá đẹp. Khủng khiếp ha. Đẹp ghê luôn, nó dạ xuống nước nữa, đẹp ghê. Đó, đủ màu hết trơn luôn, đẹp quá. Y như là tranh vẽ. Nó có cái chiếc tàu buồm trong kia kìa, mỗi một buổi tối nó chở 50 người. Nó bán vé nó chở người ta ra đi coi mặt trời lặn á. Chiều nào nó cũng đi á, bữa nay không biết có đi không. Ngay đêm nó xuống nó ca hát, nó uống rượu rồi ra chở ra một vòng vậy. Cứ một vòng là khoảng chừng 1.5 tiếng gì đó là nó chở vô, cứ mỗi người 50 đô mà phải đăng ký trước nha. Đẹp quá heo. Đăng ký trước mới có vé đi. Trời chiều đẹp thiệt là đẹp luôn. Bên tay trái đẹp à? Quá đẹp luôn, đẹp quá bà con ơi. Nay chở bà con đi ngắm mặt trời chiều miễn phí. Trời chiều lặn miễn phí nha bà con, không có thu phí đâu. Bà con đừng lo, miễn phí. Bà con nào có muốn đi coi mặt trời lặn nhớ đăng ký nha. Đăng ký rồi mốt chở đi nữa. Wow. Đẹp quá đẹp ha. Đẹp quá. Dạ xuống nước nó quá trời đẹp luôn. Ở dưới là dạ xuống nước, ở trên là trên trời. Ở dưới là nước. Thì cái đây mình thấy thường xuyên nhưng mà giờ thấy đẹp hả? Quá đẹp luôn. Y như là tranh. Rồi quay lại nha. Rồi quay trở về bóng tối. Ủa chưa tối mà màu xanh. Màu xanh rất cũng đẹp. Màu xanh da trời, màu xanh nước biển. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Cảnh tiên à. Cảnh tiên. À, con Việt nè. Quay con Việt kìa, con Việt trong mé kìa. Sát bên nè. Thấy, từ khoan. Không có được đâu. Đó, một anh này cũng đi ngắm mặt trời lặn nè. Nhưng mà ảnh nhìn ngược rồi.
Hello. Hola. Đẹp quá. Ở đây mà Mỹ nó muốn đi coi mặt trời lặn là nó phải tốn 50 đồng á nha bà con. Mấy người không có tàu á. Ừ. Hôm nay ông già Phạm chở bà con đi ngắm mặt trời lặn miễn phí. Đang quay lại bắt. Đó rồi từ từ qua đây là mặt trời lặn. Trời lặn là hướng Tây. Trời lặn rất là đẹp. Ủa cái cục gì trước mặt kia Billy? Cục gì ạ? Giống đây hả? Gốc cây. Bây giờ nó màu sắc nó khác nãy nữa thấy không anh? Hả? Kiểu nó tan ra nhiều, giờ có đốm nhỏ. Cái cục phao. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Gì nữa? Biết. Ăn bông điên điển. Giờ mặt trời lặn xuống từ từ cái nó ra cái khung cảnh khác nữa nè. Màu sắc cũng khác. Thường thường tháng mấy là 9 giờ mà còn sớm anh. Quên rồi. Khoảng tháng 7 tháng 8 rồi ạ. Tháng 7, tháng 8 á, 9 giờ mà còn sớm. Mặt trời còn ở trên, tốt trên cao. 9 giờ rưỡi mặt trời mới lặn. 9 giờ rưỡi mặt trời cả này nè. Ngộ ha. Chứ bên Việt Nam mình đâu có vậy. Việt Nam 9 giờ đi ngủ ha. 8 giờ, 7 giờ rưỡi là tối thui rồi. Ở đây ở Mỹ này nó mình mới nhìn được cái mặt trời mọc và mặt trời lặn. Còn bên Việt Nam mình đâu thấy, mình thấy mà nó không có đẹp. Tại phải không? Tại mình không có thời gian mình chú ý. Chứ cũng đẹp chứ em. Với lại nó không có cái khoảng trống nhiều để cho mình thấy phải không? Nhà khích nhau. Đẹp quá, nhìn y như là trong tranh vậy đó. Con vịt trước mặt đó kìa, trước mặt con vịt đó kìa. Đẹp quá, nhìn ông già Phạm ngồi bơi ngay cái cảnh này nó đẹp gì đâu. Cảnh đẹp chứ không phải ông, chứ không phải ông già Phạm đẹp nha. Nghe đẹp đẹp cái cười. Ông già Phạm đẹp sẵn rồi. Bây giờ quay ngược qua đây là về sắp tới nhà rồi nha bà con. Rút lại. Tối rồi. Đó, sớm đó là nhà mình đó nha bà con. Hồi nãy đi ta còn sáng giờ tới hả? Giờ tối rồi. Mấy cái đèn đỏ là nhà sớm trong nhà người ta tối người ta đốt đèn á. Ở ngoài mình nhìn vô mình thấy đỏ. Đó, bây giờ là 8 giờ tối rồi. Bây giờ cái khung cảnh chỗ mặt trời lặn bây giờ nó khác hơn nãy một chút xíu.